mà bóng bóng cường đi với bóng hơi ai cũng bóng đi nhưng mà đêm bóng đập luôn không cứ tự do đi nhảy luôn tự do chứ. Làm để mà làm để mà cái thiếu gì mà hay quá. Đây là trận bóng chuyền giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị nhé, ngành giáo dục. Đây là trận bán kết thứ nhất. À, như vậy là các bạn là đây là trận bán kết thứ hai. Ở trận bán kết thứ nhất thì đội tuyển sở giáo dục của Nghệ An đã giành thắng lợi 2-0 trước đội giáo dục của Quảng Bình. Và đây là trận đấu thứ hai, bán kết thứ hai giữa Hà Tĩnh và Quảng Trị. Tỷ số hiện nay đang là 1-0 nghiêng về Hà Tĩnh và ở hiệp 2 thì Hà Tĩnh đang dẫn là 8-3. Đội Hà Tĩnh cho thấy là một cái sức nhỉnh hơn so với chủ nhà Quảng Trị. Vô đường nữa phạt đi cả. Đội chủ nhà Quảng Trị hôm qua lách qua cửa hẹp để có mặt trong trận bán kết này. Rất hay. Hà Tĩnh đã nâng lên 9-4 rồi. Hà Tĩnh cho thấy là sự nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, công thủ toàn diện. Và các bạn thấy là ngồi trên màn hình gần tôi đây đang trực tiếp chỉ đạo đội Hà Tĩnh đấy là Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ông Nguyễn Hồng Cương. Hiện tại thì song song với giải bóng chuyền của nam thì ở nữ cũng đang diễn ra các trận đấu rất là kịch tính. Sáng nay trận quyết chiến giữa đội Nghệ An và chủ nhà Quảng Trị diễn ra rất là hay. Hai đội giành được từng điểm và kết thúc trận đấu với 3 set thì đội Nghệ An đã giành thắng lợi trước Quảng Trị với tỷ số 2-1. Đội Hà Tĩnh đã nâng tiếp tục tỷ số lên là 16 rồi. Hiện tại thì trận đấu đội nữ là đội Thanh Hóa gặp đội Quảng Bình. Tham dự giải bóng chuyền này thì có 6 đội nam đến từ Thanh Hóa, Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị và Sở Thừa Thiên Huế. Hai đội bị loại ở vòng bảng là đội Thanh Hóa và đội Thừa Thiên Huế. Vâng, Xếp Cương ấy có thanh tâm là chào Xếp Cương. Xếp Cương xin gửi lao chào lại đấy nha, đây chào lại đây này. Đó, Xếp rất là nụ cười rất tươi vì thắng liên tục. Lỗi rồi. Rất đông cổ động viên của Quảng Trị, chủ nhà Quảng Trị đến cổ vũ cho đội nha. Rất hay.
Mép lưới. Hay. Sau trận đấu này thì sẽ có trận giao hữu đặc biệt giữa Văn phòng Báo Dục Thế Đại khu vực miền Trung và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh do thầy Nguyễn Hồng Cường làm đội trưởng. Chiều nay sẽ diễn ra trận chung kết của giải và theo điều lệ của giải thì trận chung kết sẽ được diễn ra trong 5 set đấu, trong khi các trận đấu của vòng bảng và bán kết thì chỉ diễn ra trong 2 set. Tỉnh liên tục lên điểm và bây giờ khoảng cách đã là 16-9 rồi. Ngồi trên bên phía ban của ban tổ chức, đây là ông Trần Hầu Tú, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh. Rất hay. Tinh thần Hà Tĩnh rất cao, vừa làm trọng tài ở giải nữ. Đấy, sau khi kết thúc trận đấu giữa là Quảng Trị và Nghệ An là anh đã chạy ngay sang để cùng cho đội nhà Hà Tĩnh. Vâng, chị chào chị Phượng. Hà Tĩnh rất là hay. Hà Tĩnh đang hướng đến trận thắng thứ 3 rồi. Giải bóng chuyền 6 tỉnh Bắc Trung Bộ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, 40 năm và thành công báo cáo lại thì đây là một trong rất nhiều hoạt động của các sở giáo dục trong dịp này. Đợt này thì các ngành giáo dục các địa phương còn tổ chức giải điệu tuổi hồng và nhiều giải bóng đá bóng chuyền.
số đã là 19-11 rồi. Chuẩn bị 20-11 rồi. Hay quá. Rất hay. Trận Hà Tĩnh và Quảng Ninh giờ này chịu nhìn là cũng Nghệ An. Đội thắng trong trận đấu hôm nay, cặp đấu này sẽ lọt vào trận chung kết và sẽ gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đấy là đội sử dụng Nghệ An. Đội Nghệ An không gặp bất cứ cái khó khăn nhiều nào để tiến vào trận chung kết của giải. Hay quá. Có lẽ gần như là không có cơ hội nào cho Quảng Trị nữa rồi. Đội Hà Tĩnh rất đều, công thủ toàn diện. Vào đêm hôm qua thì ban tổ chức giải đã có một đêm gala chào mừng tất cả các đội bóng, các lãnh đạo đoàn về tham dự giải tại khách sạn Mekong của thành phố Đông Hà, một cuộc hội ngộ rất là vui. Một khi mà tinh thần lên rất cao thì các quả đập sẽ được chuẩn xác hơn. Đó. Rất hay. Như vậy là tỷ số đã là 24-23. Chỉ còn một điểm. Tỷ số này thì cũng đã được trước nghỉ đến hôm qua bởi vì rất xuất sắc. Như vậy là Hà Tĩnh đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Quảng Trị với tỷ số 2-0. Rất tuyệt vời.